Rồi ha, thì bây giờ thì anh Thách anh gọi và anh yêu cầu đó là review sơ lại con chim cho anh em xem. Cho anh em xem là cái con này đó mọi người thấy không? Cái má của nó muốn đụng vô nhau luôn. Nhưng mà thật sự mà để biết trống máy thì bây giờ mình thua rồi. Mình phải là xem từ lúc nhỏ, nhưng mà thái độ á của cái con trên này á, khi mà mình thử chim của mình á thì mình thấy nó giống máy hơn, còn con ở dưới thì nó không có ra thái độ gì hết á. Mình giờ mình sẽ thử cho mọi người xem. Đi ra đây con. Đó mọi người nghe nó có cái tiếng đó đó đó, thì nó là máy chắc rồi đó. Đó mọi người thấy phòng má, hai cái má của nó muốn đụng như nhau luôn á. Còn con này thì nó nó không không có biểu hiện gì hết, nó chỉ có biểu hiện là đòi ăn thôi, cho nên là khó biết. Đây nè, con chim con của mình. Nói chung là nó cũng có cái thái độ đó của con trống, nhưng mà nó phải ra cái gì đó nữa mới mới dám khẳng định chứ. Bây giờ thật sự mà 100% mà nói con này trống, nhưng mà con trên này là 100% mình dám khẳng định nó là máy, tại vì cái tiếng con máy mình nghe mình biết liền à. Con này thì nếu mà cỡ cỡ sức đoán á, khả năng là 70% mình trống. Tại sao mình biết á, thì thật sự nói chơi nhiều biết chứ, chứ kêu mà mình chỉ tại sao thì bó tay à. Đó mọi người thấy không, nó không có thái độ gì hết. Con này như bà đó cũng bà máy, anh này mới trống nè. Nói chung là anh em yêu cầu thì mình chia sẻ thôi chứ không có gì hết. Anh em thích thằng chim mình thì kêu mình bắt ra mình kiểm tra hay mình làm gì đó mình sẽ quay video. Nếu mà anh em không có Zalo Facebook á, thì mình sẽ đăng lên trên YouTube. Thì thật sự mà nói nhiều anh em nói thì mình cứ đăng mấy clip sầm sàm. Nói chung là thì thật sự mà nói là đúng á, là sàm đối với những anh em mà thấy chướng mắt chướng tai, chứ còn những anh em mà muốn yêu cầu, tại vì người ta yêu cầu mình làm thôi chứ đâu có gì đâu. Video thì chủ yếu là cũng muốn là anh em xem nhiều để có thể là tự rút ra kinh nghiệm để có thể mình chơi những chim mình tốt hơn, chứ không phải là mình chia sẻ để rồi mình lại mình đi mình làm những cái ngược lại đối với anh em để thôi, để câu câu nói chung là câu like câu view gì đó. Thì thật sự mà nói là mấy cái trò đó kêu bằng rẻ tiền lắm mọi người, mình cũng không có nhất thiết là phải đi làm như vậy. Nhưng muốn như vậy thì chỉ có mình lên Facebook ha, chịu khó đi ăn cắp clip rồi mình đăng lên, trong bao nhiêu mấy thằng lừa đảo một bữa bị bắt đó mọi người thấy không, nó chuyên gia đang ăn cắp clip ở trên Facebook hay YouTube hay Zalo rồi, nếu các bạn như người ta xong lấy video đó về đăng nó bán mọi người thấy không, đăng thậm chí cái video đó cả trăm cái người người xem, tại vì nó đăng luôn cái giá trên đó có mấy trăm ngàn con. Như con khú dập bò mà nó bán 2 triệu 3 triệu đó, tất nhiên đó anh em thấy rẻ anh em vô xem nhiều hơn thì rồi cuối cùng lại bị dính chuộng với nó. Thì cái đó thì đó, cho nên là cái nào cũng có cái giá hết mọi người, nhưng mà nó đã bị bắt rồi. Mọi người thấy cưng ghê không? So về tuổi á thì con này nó nhỏ tuổi hơn con đó, đó. Tại vì á, mọi người cũng biết rồi á, thường thì những con chim như thế này người ta nuôi á, nó sẽ quen mặt chủ nhiều hơn. Nếu mà muốn quen thường là mấy đứa này á, là mình phải đút mình chăm lại tụi nó khoảng thời gian nữa thì tụi nó mới thuần lại và quen với mình, giống như những con chim của mình mới sờ gãi được. Như cái con này nó còn 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 không biết khoan. Rồi 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 mọi người thấy cánh nó lên không? Nói chung là nếu mà cỡ đó cỡ này là mình sẽ tăng được 80%, có thể là con này là trống. Nói chung mà chỉ nói phán đó thôi chứ còn sợ mà để mà chính xác nó thì mình thật sự cũng dám không dám bao đâu.
thì anh em có thể coi thái độ, anh em có thể tự nhận biết được nó như thế nào, chứ thật sự mà kêu mà mình bao kiểu này thì mình bó tay rồi. Mình thì mình nhìn chính xác từ lúc còn nhỏ thì mình mới nhìn được, còn lớn như thế này phải chờ thái độ sơ nhiều nhiều lắm, giọng rồi đâu nữa. Như con này nè, con này có cái má rất là đẹp, với lại cái bộ của nó mọi người ha, cái yếm của nó nè, yếm của nó sâu hơn cái yếm con này của mình luôn đó mọi người ha. Đó, hai cái má nó phùng phát cho cái màu đầu đen nó nhỏ hơn mà cái đường trắng á, nó phồng vô sâu hơn, cho nên nhìn con chim nó giống y dạng giống giống đột biến vậy. Tay vô thì nó lại sợ. Như con này nó còn sợ nó được, mình không dám mở cửa ra nữa thì nó là cái gì mất tiêu luôn đó. Này mọi người hãy nhìn thấy màu lông của nó, nói chung mà màu lông rất là đẹp. Cái này cả sức mà mình có cái iPhone hay cái Oppo, trời mình quay anh em khỏi nói luôn, nó đỏ đỏ chét luôn á. Nếu con này mình có cái được hai dòng điện thoại đó thôi là mình quay anh em nhìn có thể là nhức mắt luôn. Nè, nó xẻ đuôi hết bản luôn nè. Làm cái dèo cái là xong luôn. Đó mọi người ha. Nè, đó những con chim nhượm á, mình chia sẻ lại luôn, những con chim nhượm á, nó sẽ nhượm từ trong chân lông này ra nó mới bám được đều vô hết, chứ không ai nhượm ngoài đầu lông được như vậy hết. Cho nên là anh em cứ xem kiểu này là anh em sẽ biết được con. Cho nên mình cứ kêu anh em mua chim thì cứ kêu họ bắt con chim ra dạch lên vậy nè, coi nếu mà lông nó được y chang ở dưới mà xám hết bắt, còn không thì dẹp khỏi mua, thì lúc đó tiền trong túi mình vẫn còn là của mình. Còn mà ở thấy chim ô đỏ 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 quá, đẹp quá, khỏe quá, chốt đi rồi xong, chốt rồi xong nó chặn luôn số điện thoại rồi là nghỉ mua chim luôn. Là lúc đó thì tiền mắc tặc mang thôi chứ không có gì hết, là khi đó là mình cũng không có kêu được ai hết đó, chứ cứ bắt tại vì chim của người ta mà người ta sẽ, nếu mà người nào mà chịu bán chim á, người ta sẽ bắt cho mình xem kiểm tra kiểu này đó, cứ kiểm tra thoải mái này. Nó nói cho mình nhận thích con trên hơn, màu nó đẹp hơn nhiều. Không, cái này là thật sự, đối với nếu mình thích những chú chim thì mình thích con trên này hơn con dưới. Nhưng mà thật sự mà nói, nếu thường là con mái màu đẹp hơn trống, giống như trang con này nè, màu nó đẹp hơn. Đúng rồi, thấy không? Đây là con trống luôn nè, màu nó xấu quá. Đa số là mình thấy như vậy, mái thường thì màu nó sẽ đẹp hơn trống nhiều. Đó là cảm quan đầu tiên á. Còn cái nữa thì nói chung là trống thì thường thường thì nó sẽ không có chăm chút vô cho sắc đẹp nhiều, thì cũng vậy thôi. Chim thì nó mái thì thường nó sẽ đẹp hơn. Thôi cũng mình cũng xin kết thúc video tại đây ha, để mình đăng video sớm lên cho anh xem. Tại vì anh không có xài Zalo hay Facebook gì hết á, cho nên nó bất tiện ở chỗ đó mọi người, cho nên mình chịu khó mình quay lên YouTube và sẵn chia sẻ cho anh em xem luôn.